Sao rồi? Có tin gì của Lena chưa? Mà sao anh lại tới đây? Anh xin lỗi, vì anh đã không giữ được lời hứa là sẽ tránh mặt em. Nhưng mà lúc này anh nghĩ em đang cần có một người ở bên. Em xin lỗi, lúc sáng em không có ý định trách anh như vậy đâu. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ quan trọng là phải đi tìm Lena. Hay là anh chở em đi tìm nha. Thôi không cần đâu, mẹ em về không thấy lại lo đó. Nhìn qua bên cái đá ngồi nha, chờ tới lúc mẹ em về. Chứ em đang rối như vậy, anh để em một mình anh thấy không yên tâm. Vậy em ngồi ở đây nha, để anh đi mua nước cho hai đứa mình uống. Em không khát. Mày kiếm đâu ra hàng ngon dữ vậy mày? Của trời cho. Cho tao đi. Đợi khi nào tao chán đã, tao cho mày. Coi chừng nó cho mày vô nhập kho, em chưa 18 nha. À, mà còn thêm cái tội biết mà còn cố ý nữa đó. Tao đâu có điểu vậy mày. Tao sẽ để cho em tự dâng hiến cho tao. Hả? Vô. Vô.
Con nghe nè mẹ. May quá, ở nhà báo là Lena đã về rồi con à. Thiệt hả? Na ở đâu vậy mẹ? Mẹ cũng không biết nữa. Mẹ đi cùng với dì Mỹ, nghe chị Dung Việt gọi báo như vậy đó. Con đừng có lo nữa nghe. Mẹ về liền đây. Dạ, con biết rồi. Anh, Lena về rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Diệu Linh, bây giờ em lên trên nghỉ đi. Anh cũng về nghỉ đây. Anh Đức. À, em cứ yên tâm đi. Ngày mai anh sẽ không làm phiền em nữa đâu. Em ở trường cứ làm lơ là được. Anh có thật lòng với em không? Em nghĩ sao? Ai mà biết được. Trước khi quen anh, em nghe mọi người đồn anh là người đào hoa nhất trường, nên em sợ anh chỉ đùa giỡn với em thôi. Em nghĩ vậy cũng đúng mà. Anh có thể thay đổi gì em chứ? Không phải là có thể, mà anh đã thay đổi rồi. Hả? Không tin nè, nhé cho tỉnh nè. Diệu Linh à, em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh cảm ơn em nha. Thôi anh về. Chú với cô biết không, ngày hôm qua con thiệt sự là sốt ruột dữ dằn lắm luôn á. Con đi vô nè, cái con đi ra nè. Con đi vô, cái con nghe chuông cửa, cái con chạy ra ngoài. Con tưởng là cô với chú tìm được em rồi. Ai vậy mấy Na nó hù con một cái, muốn ướt cái quần luôn á. Thôi được rồi, như vậy là ổn rồi. Con xong việc, dạ. Con xuống dưới đi, để cô chú lo cho em. Chưa xong đâu chú. Chú biết không, con dìu em vô nhà ha. Con để em xuống, cái con pha chanh đường cho uống. Chú ơi, ngày xưa ba con cũng có xỉn, nhưng mà đâu có dữ dằn vậy. Con nhỏ phà à, cái mỏ, trời ơi chú ơi, muốn xỉn luôn á chú ơi. Ừ, con nghe thấy gì chưa Năm? Con đi ra ngoài đi. Không cho con nói thì thôi. Riết rồi con thấy con như con ghẻ vậy đó, không có quyền nói gì luôn. Cũng em không à, con nó đang trong độ tuổi nhạy cảm. Em nói nhỏ nhẹ còn chưa xong, đằng này còn trách còn đánh nó nữa. Nó tức là phải rồi. Đúng rồi, tại tôi. Tất cả lỗi là tại tôi hết. Bởi vì tôi không bỏ anh đi, mà nhẫn nhịn chịu đựng trong cái nhà này, để cho con nó nhìn thấy nó không chịu nổi đó. Em nhỏ nhỏ cái miệng được không? Con nó vậy bây giờ. Vậy cũng không sao hết. Tôi biết hết rồi, đừng có diễn kịch nữa. Nó còn nói với tôi, nó nhìn thấy tôi với anh không còn tình cảm nữa, mà cứ diễn kịch ân ái trước mặt nó. Thấy không, người lớn mà còn không chịu sống thật thì trách ai? Em nói nó biết rồi hả? Không nhận biết, nó còn khuyên tôi bỏ quách anh đi nữa kìa. Để nó nhìn thấy cái cảnh này nó áp lực lắm. Thôi, em để yên cho con ngủ. Bữa nay em bị kích động quá. Anh xin lỗi. Cũng vì anh sốt ruột nên mới trách em. Anh cũng có lỗi lớn trong chuyện này. Đánh cờ đồ không? Ê, ăn sáng không?
Sao? Ngọt ngào quá hả? Nè, ông bớt ám tôi giùm cái. Trời ơi, tôi mua giùm bà không cảm ơn thì thôi, còn nói lời cay đắng nữa là sao? Ông mua hả? Ừ, chứ ai nữa? Ai lo cho bà hơn tôi? Ủa, bà sao vậy? Có người gửi tôi tình bể bình rồi ha. Cho tôi mượn chỗ đi. Ngồi đây, ngồi đây. Cái đồ có trang quên đèn, có trước quên sau. Nói cho bà biết nha, bây giờ bà chọn nước cam đi, mai mốt có chuyện á đừng có khóc với trà sữa nghe chưa. Thôi mà, ông biết tôi thích uống trà sữa nhất mà. Ê, tối qua bà đi đâu vậy? Làm tôi lo quá trời luôn á. Trời đất ơi, mẹ bà chơi với mẹ tôi, chứ bà đâu có chơi đâu. Mà sao giọng bà y chang như mẹ tôi vậy? Thôi, bà giận gì Mỹ hả? Thôi, không muốn nhắc tới nữa. Vậy tối qua bà đi đâu? Kể tôi nghe đi. Có đi đâu đâu mà kể. À, mà hôm qua tôi gặp một anh chàng đẹp trai, soái ca lắm luôn á bà. Ơ vậy hả? Ai vậy? Bà gặp ở đâu? Thì người ta đẹp trai, như người mẫu, gia đình có điều kiện, là chủ của một quán bar. Bữa nào tôi bao nguyên một lớp mình đi chơi cho đã luôn. Đâu ra vậy bà? Coi chừng người ta gạt á. Trời đất ơi, người ta là đàn ông từng trải, chứ đâu phải là mấy đứa sử nhi tầm tành làm đàn ông. Bữa nào rảnh á, tôi kêu bà đi chấm điểm, bà thấy xong rồi chắc chắn với bà ăn đứt tụi con trai trường mình luôn. Mà không phải bà đã quen ông Nguyên sao? Vậy gương của tôi đâu có thấp như vậy bà. Cặp cho vui thôi, chứ yêu là tôi phải yêu đàn ông trưởng thành bà ơi. Cô học nha. Này. Dạ anh Hùng. Mày làm gì vậy? Dạ anh Hùng. Mày á, tối nay lùa đàn dịch về rồi tách ra, coi cái đàn nào mà lớn á ngày mai tao bán bớt. Bán luôn hả anh? Còn sớm mà. Ủa, mày thương nó lắm hả? Mày thương nó vậy thì tao bán mày nghe. Dạ em không dám anh Hùng. Vậy thì làm ăn cho đàng hoàng đi nghe. Nhớ đó, nếu không á tao thế cái thằng khác rồi cha con mày đói. Đừng có nói sao xui nha. Dạ anh Hùng, nhờ có anh Cu Mang mà em có việc làm. Nhờ có anh mà con bé Thảo nó mới được đi học mà biết được con chữ. Chứ nếu mà dốt như ba nó thì suốt đời chỉ có đếm dịch mà thôi. Trời ơi, mày đàn ông mà sao mít ướt quá vậy? Nhắc tới con mày cái mày nước mắt ở đâu mà mày tràn trề quá trời luôn à. Ủa, rồi sao con mày giờ này đi học chưa về sao? Dạ giờ này chắc là nó đang về rồi. Nó đang về? Dạ. Thôi mày làm tiếp đi, tao về đây. Vẻ đẹp không? Cô giáo trông ngon 10 điểm luôn á. Cô cũng khen bức vẽ này của Thảo nè. Nhưng cô chỉ cho có 9 điểm thôi. Đúng rồi. Tại vì cô nói dịch màu trắng chứ đâu có màu sắc giống như vậy.
cho nên bị trừ mất một điểm. Ủa, má nhìn màu trắng chứ đâu có nhiều màu gì nhưng đâu. Nhưng mà Thảo thích như vậy. Mai mốt Thảo có tiền, Thảo sẽ mua cho ba một đàn vịt. Bê đê, thằng nhỏ bê đê. Điều gì? Bê đê nào? Ủa, bê đê sao nắm tay nhau? Đúng rồi. Ui, bê đê, bê đê, bê đê. Bê đê, bê đê. Con mơ với con Thảo bê đê tụi bay ơi. Tụi bay ngon thì nói lại coi. Ôi, chạy mày ơi. Ôi, bê đê, bê đê, bê đê. Không, bê đê. Ôi, bê đê. Thôi kệ nó đi, nó cũng đi với nhau kìa. Thôi mơ về trước đi, để Thảo qua chùa vịt của ba Thảo. Bye bye. Bye. Tại mấy ông chọc tôi thôi. Mày đừng có mà tưởng mày ngon nha. Mày tin tao quýnh mày về tím mày nhận mày không ra không? Ê, mày mét ba tôi đó. Ừ, mày mét đi. Ba mày đi làm sao? Mày mét đi. Để đúng coi rồi, ba mày về đi. Kịp không? Mét đi. Ê, 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 hai nhóc. Đúng không? Nó đòi đánh con. Tụi bay tính ăn hiếp bé mơ hả mày? Tụi bay đừng có thấy ba nó không có ở nhà tụi bay ăn hiếp nha. À, mày con có tám sầu đau phải không? Ê, tao nói cho mày biết nha, mày mà ăn hiếp bé mơ nữa, bữa nào tao quất cho mày sầu đau còn hơn ba mày nữa đó nha. Biết. Bé mơ, mai mốt tụi nó có ăn hiếp, có chú ở đây, đừng có sợ. Leo lên, chú đưa về nhà. Dạ thôi, con cũng sắp tới nhà rồi, con đi bộ cái là tới à. Không có được đâu, trời ơi, nó chặn đường ở đẳng. Con mà đi là nó chặn, nó ăn hiếp nữa. Dạ. Leo lên. Rồi nón vô. Dạ. Ủa, sao dừng lại đây vậy chú? À, chú dừng ở đây nè. Để chú vô, chú bẻ cái buồng chuối cho ngoại con. Bây giờ con vô trong chòi con ngồi, chút xíu đợi chú nha. Thôi, đi vô. Con ngồi đây được rồi. Đừng có cãi chú mà. Đi vô trong chòi ngồi đi. Trỡn gì vậy chú? Chú nói nghe không? Đi vô trỏng ngồi đợi chú chút. Chú, trỡn gì vậy đi mà. Mày cãi tao hả? Ủa, chuyện gì vậy chú ba? Không có gì đâu anh, bị cắt trúng tay chút xíu. Có chuyện gì nghĩ ngợi sao mà để cắt trúng tay vậy? Dạ không có gì. Tự nhiên em thấy trong người nó cồn cào. Nó làm sao á? Chú lại nhớ con gái chú nữa rồi đó. Mới vừa về tuần trước kia mà. Không biết có chuyện gì không nữa. Chào mấy bạn yêu dấu, mấy người bạn thân thương. Ngày mai tụi bay bị bán rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe. Tiếng gì vậy ta? Tiếng của ông Hùng. Bé mơ. Ai đó? Tôi. Mày hả mày? Mày. Mày đứng lại. Đứng lại mày. Đứng lại.
thấy cái gì rồi? Đứng dậy mày. Tao hỏi mày, mày thấy cái gì rồi? Tốt, chó khôn không bao giờ cắn chủ nghe mày. Con gái của mày á, có được đi học tiếp hay không, thậm chí có được ăn đủ 3 bữa một ngày hay không, là nhờ mày đó. Nhớ không? Tốt. Tao thấy con Thảo, con gái của mày, vừa học giỏi vừa sáng láng. Tao nghĩ nó mà không được đi học nữa thì cuộc đời của nó, cái xứ này đéo có ai mướn làm gì đâu. Hiểu không? Hiểu không? Tốt. Đứng lại. Dạ. Lấy tiền về mua đồ mới cho con mày mặc đi. Ngoan ngoãn với tao thì hai cha con mày sống vui, sống khỏe. Cái chuyện ngày hôm nay mà truyền ra ngoài thì mày coi chừng con Thảo nha mày. Đi đi. Bỏ trốn hả mày? Phải không? Mày tưởng mày dễ trốn tao hả mày? Hả mày? Chạy đâu? Con không về. Con không về. Lại. Tao nói cho mày biết nè. Mày định tố cáo cho cả thế giới này biết tao làm cái gì mày hả? Nè. Chuyện này mà bị bại lộ ra đó hả? Thì ba của mày, rồi ngoại của mày, tao cũng giết hết mày biết chưa? Nhớ đó. Nghe lời tao thì tao cho tiền ăn bánh. Nếu không, tao sẽ đốt nhà mày, cho cả nhà mày chết chùm cả đám. Nghe chưa? Tiền nè. Nghe lời, tao cho tiền ăn bánh. Lát nữa khi về nhà, ngoại mày hỏi mày đi đâu về, mày trả lời sao? Không biết. Không biết hả? Cha mày, mày phải nói là mày đi chơi với đám bạn của mày. Nghe chưa? Cột tóc lại. Cài nút áo lại đàng hoàng. Nè, nhớ lời của tao dặn. Coi như bữa nay mày không có gặp tao. Chưa bao giờ gặp. Hiểu chưa? Nhớ đó. Cô không cần phải kiểm soát tôi.
Bây giờ tôi với cô có là cái gì của nhau đâu? Ai cho cô có quyền đó vậy hả? Có phải bây giờ anh mới như vậy đâu? Cái hồi còn cơm lành canh ngọt, anh đã như vậy rồi mà. Không cần phải nói nhiều nữa. Bây giờ tôi với cô đã thỏa thuận với nhau rồi, không còn đụng đến nhau nữa. Bây giờ cứ cố gắng diễn cho hết cái vở kịch này đi, để con Lena nó vô đại học, lúc đó thì mình tự giải thoát cho nhau thôi. Anh không biết là tôi mong chờ cái ngày đó còn hơn anh nữa kìa. Anh không thấy hả? Bao nhiêu người đang chờ tôi ở ngoài kia kìa. Họ mong tôi được tự do để họ được quan tâm chăm sóc tôi đó. Hay lắm. Cô hãnh diện tự hào lắm. Để con Lena nó biết được, lúc đó đẹp mặt ra. Rồi nó cũng sẽ hiểu. Đây chỉ là chuyện ông ăn chả bà ăn nem thôi, mà quan trọng là ai có lỗi trước kìa. Tôi á, là tôi phải ra ngoài tiếp khách, phải chấp nhận mấy cái chuyện đó thôi. Cô cứ thổi phồng mỗi chuyện lên như vậy, sống với thằng nào được cũng có chuyện vậy thôi. Đàn ông á, không có thằng nào mà không có chuyện khúc mắc. Nhưng mà quan trọng á, là nó đối xử với gia đình vợ con nó làm sao kìa. Xin lỗi, anh không còn cửa quay lại với tôi nữa đâu. Chờ con Na nó hiểu chuyện hơn, coi nó sẽ bên ai. Tôi cũng đang đợi tới ngày đó đó. Vậy thì anh cứ chờ đi, để coi tới lúc đó con Lena nó sẽ đứng về phía ai. Mới đó đã tương tư anh chủ quán bar rồi hả? Yêu đương gì đâu bà ơi. Nói nghe nè, nhóm thuyết trình tuần tới của tôi chỉ mới có tôi với ông Luân thôi. Lena tham gia chung cho vui nghe. Tưởng đi chơi hay là đi bar gì thì rủ tôi, chứ đi thuyết trình rủ tôi làm chi, mắc công tôi kéo cả lớp xuống. Ông Luân tìm tư liệu rất tốt, nhưng lại không giỏi về phần tổng hợp và viết bài phân tích. Cái đó thì tôi ok. Còn phần thuyết trình bằng tiếng Anh tự tin và có điểm nhấn thì tôi phải học bài nhiều rồi. Cô lớp trưởng sợ tôi bị cô la nên là thương hại tôi hả? Thôi mà, hồi đó tụi mình đang chung nhóm rất hợp còn gì. Đang ngon lành tự nhiên bà tách nhóm, làm tụi tôi cũng chới giới à. Tự nhiên không có hứng nữa thôi. Bây giờ tìm lại hứng thú đi, tụi tôi cũng cần bà mà. Đi làm ruộng về hả? Dạ đi làm đồng về chị. Bé Súng. Dạ có gì ông ngoại? Cho ngoại hỏi coi. Bé Súng, con về rồi, con có thấy bé Mơ về chưa? Mơ về lâu rồi bà ngoại ơi. Con ở lại chật lớp á, cho nên con mới bị về trễ. Vậy con có biết bé Mơ nó đi đâu không? Dạ con không biết. Khi con về á là cả trường về hết rồi. Vậy hả? Về hết rồi hả? Dạ. Dạ thưa bà ngoại con về. Ngoại cảm ơn con về nghe. Trời ơi, người ta về hết rồi, vậy là con bé nó đi đâu? Thiệt là khổ mà. Anh muốn nói chuyện với em một chút có được không? Chuyện gì anh nói đi. Em có tìm hiểu xem dạo này con Lena nó thế nào không? Chứ anh thấy tâm tính của nó thay đổi quá. Nếu là chuyện của Lena thì nó là vậy. Nó có quen một thằng nhỏ trong lớp, tụi nó mới chia tay nhau nên con nhỏ buồn quậy chút xíu thôi mà. Còn chuyện gì nữa không? Em đã gặp thằng bé đó chưa? Với lại em có tìm hiểu xem tại sao tụi nó chia tay không? Trời ơi, chuyện tụi nó chia tay em mừng thiếu điều mua heo quay về cúng nữa kìa. Mà thằng bé đó em gặp rồi, nó hứa là sẽ rời xa Lena để cho con nhỏ nó học. Cấm nó quen thằng này thì nó cũng quen thằng khác thôi. Quan trọng là mình phải sao sát con, theo dõi con. Còn nếu mình cấm đoán nó như vậy thì nó sẽ phản kháng lại. Anh nói hay quá ha. Anh nói hay vậy, sao anh không tự làm đi, nói em chi. Thôi em à,
Tới nước này rồi, anh với em hơn thua với nhau làm cái gì nữa. Dù sao tụi mình cũng đã cố gắng tới nước này rồi. Bây giờ anh với em cứ như là hàng gắn lại, hòa hợp lại với nhau, để cho con Lena nó đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Thì cũng đành phải vậy thôi chứ biết sao giờ. Cũng còn có 1 năm nữa thôi. Thôi em đi trước đi. Chiều nay anh đón Lena hay em đón? Mình cùng đi được không? Thảo. Dạ ngoại. Con có bé Mơ ở đây không? Dạ, con không có ngoại ơi. Mơ về lâu rồi mà. Bạn Mơ hồi chiều đi học về chung với con mà bà ngoại. Ủa vậy sao giờ này nó chưa về nhà? Trên đường đi con thấy bé Mơ nó có nói chuyện với ai không? Dạ con không biết. Sao kỳ vậy? À ba về. Con chào ba. Chú Bảy. Dì Tư tới chơi? Không, tôi qua kiếm bé Mơ. Trên đường về chú có gặp bé Mơ không vậy? Dạ không, con đi chăn vịt ngoài đồng. Mà con đi về đường khác. Mà sao cái tay của chú? Dạ con đâu có gì đâu dì Tư. Không, là tôi nói tay của chú chảy máu kìa. Nổ, ba bị chảy máu nữa. Ngoại ngoại, ba con bị té hoài à. Thôi, tôi về kiếm bé Mơ nha. Con nhỏ này thiệt tình, chiều về phải đập cho nó một trận mới được. Thôi tôi về nghe chú Bảy, ngoại dạ. Về nha con. Bye ba ngồi xuống đi ba, để con lấy nước rửa vết thương cho ba. Học nha. Thôi học cái gì mà học. Tối nay đi ba đi. Tôi giới thiệu bạn trai mới cho bà. Thôi tôi không quen mấy chỗ đó. Trời đất ơi, bà như vậy bởi vậy bọn con trai mới chán á. Gì đâu mà y chang những gái mới lớn á. Cái gì cũng không biết. Giờ tuổi học thì lo học đi. Sau này lớn chơi cũng đâu có muộn đâu. Bà không nghe người ta nói câu trẻ không chơi thì già hối hận hả? Vậy khi nào tôi hối hận tôi sẽ học bà. Mẹ tôi tới rồi, tôi về nha. Mẹ, con chào dì. Chào con, ba mẹ sắp tới chưa? Dạ, con đang đợi. Bye bye. Dì về trước nha. Dạ. Alo, em nghe nè. Dạ như cô bé, anh qua đón em đi ăn tối rồi ghé bên anh chơi luôn. Em mới ra nè, nhưng mà đang chờ người nhà tới trước. Vậy hả? Hồi lại được không? Anh sắp tới nơi rồi. Thôi không được đâu, mẹ tới rước em rồi. Thôi, có ba em nữa, vậy thôi nha. Ủa, sao tự nhiên hôm nay ba mẹ tới rước con vậy? Chuyện hôm qua là do mẹ nóng nảy quá. Bữa nay mẹ muốn chuộc lỗi nè. Vậy còn ba? Thì ba biết là dạo này con thấy gia đình mình không vui, ít dành thời gian cho nhau, cho nên là con nghĩ ba mẹ có vấn đề gì phải không? Thật ra đôi lúc ba mẹ cũng có chuyện thiệt. Nhưng mà khi nào con lớn hơn thì con sẽ nhận thấy là gia đình nào cũng có lúc mâu thuẫn hết á. Với lại ba mẹ cũng đã giải quyết mâu thuẫn rồi, bây giờ trở lại bình thường. Gia đình mình vẫn là gia đình như ngày xưa, đúng không em? Ba mẹ có tập giận với nhau trước không vậy? Không. Không. Cái này mới đúng nè.
À, bây giờ em tính đi đâu? Anh hỏi con đi, con thì sao cũng được. À thôi, bây giờ ba sẽ đưa hai mẹ con đi tới chỗ này. Đẹp lắm, và ăn ngon nữa. Dạ dạ, đi ba mẹ. Cô có thấy bé Mơ dạ, nhà dì Tư ở đâu không? Dì đi hỏi thêm thử chút nữa coi. Rồi dì Tư, cảm ơn. Bé Mơ ơi Bé Mơ à, Bé Mơ ơi. Con ơi, con có thấy bé Mơ nhà dì Tư ở đâu không? Dạ con không thấy dì Tư, nó không ở nhà hả? Nó đi học tới giờ này vẫn chưa thấy về. Nhớ đi kiếm giùm bả nha. Dì Tư yên tâm đi, để dạ. Mà xuống trên con kiếm có gì con báo dì Tư nha. Dạ, dì Tư cảm ơn đi. Dạ. Con ơi, con có thấy bé Mơ nhà dì Tư ở đâu không? Dạ con không thấy, nếu con gặp con sẽ chạy tới cho ngoại biết. Nhớ kiếm giùm nha. Mẹ Mơ ơi, mẹ Mơ, con ở đâu? Mẹ Mơ ơi con đâu rồi? Có khi nào trời ơi, mẹ Mơ. Mẹ Mơ ơi Chú ba, sao vậy? Ăn cơm đi. Em ăn không vô. Sao vậy? Nhớ ngoại với cháu nó hả? Tự nhiên em như lửa đốt vậy đó anh Nam. Nhớ con quá. Nóng ruột thôi mà. Ăn chút đi. Kỳ lắm anh ơi. Em nhớ cái cảm giác này. Tại hồi trước á, vợ em nó trở bệnh nặng, rồi bây giờ sao làm như có cái linh cảm gì vậy đó. Vậy thôi chú gọi điện về nhà xem sao, chứ ngồi đây mà lo lắng linh cảm cũng có làm được gì đâu. Bà ngoại nó không có điện thoại, mà em cũng có gọi về hàng xóm ở dưới đó rồi, nhưng mà người ta mấy ngày nay lên Sài Gòn khám bệnh hết rồi anh. Thôi chắc không sao đâu, ăn cơm đi. Sao vậy? Sao qua đây? Đừng gặp con, mày dám về. Tội nghiệp cháu của tôi. Về nhà,
về nhà ngoại sức dâu cho. Tỉnh dậy đi con. Ôi trời, sao mà nóng hổi vậy nè? Mơ, dậy đi con. Ngoại đây nè, dậy đi con. Mơ à, mơ. Nông nổi này hả con? Mơ ơi, vậy nói cho ngoại biết sao ra nông nổi này vậy nè? Con bị làm sao vậy hả mơ? Mơ ơi, dậy đi con. Mơ ơi. Sống khôn thác thiên thì hãy về phù hộ cho con của con nó mạnh khỏe. Bữa nay không biết sao nó gặp chuyện gì mà tinh thần nó hoảng loạn lắm. Má thì già rồi, má bất lực, má không làm gì được hết con ơi. Gia đình mình sao lúc này nhiều chuyện quá, hết chuyện nọ rồi tới chuyện kia. Mày ơi, giá như mà má có thể chết thay con để cho bé Mơ nó có đủ cả cha lẫn mẹ thì có phải là tốt hơn không? Mày ơi, con có nghe má nói không? Gì nữa đây? Bây giờ liên lạc với người ta rồi nói chuyện lại xem có được không? Em phải thuyết phục người ta cho bằng được. Em alo, làm như vậy là không có chuyện gì em à. Sao? Có chuyện rồi. Gì? Hãy thương anh, anh quên. Anh quên em là lớp trưởng, lại còn học giỏi nhất lớp nữa. Có khi em phải chỉ ngược lại anh đó. Đâu có đâu. Mà anh cũng đang học hả? Chăm chỉ quá ha. Nói không nên như vậy mới xứng đáng là người yêu của em chứ. Còn con trai chưa đứng đáng xỉn thì nói gì mà chả được. Đó,
Nó sao con chẳng thể tâm sự chuyện gì với mẹ được. Mẹ chỉ hỏi để khai thác con, quản lý con, chứ có thật sự quan tâm con đâu. Linh nè, anh mua cho em hả? Bé Mơ, ngoài đây, ngoài đây, ngoài đây, ngoài đây, ngoài đây con. Ừ, ngoài đây, ngoài đây. Bé Mơ, ngoài đây mà con, tỉnh dậy đi. Bà ngoại mà, ngoài đây, ngoài đây cho con. Đâu nữa, thì chỉ biết làm thôi, không biết nói đâu nha. Nè. Dạ, cảm ơn anh. Đừng có nhắc má trong lúc này. Ba không có chịu nổi đâu. Ba sẽ ở nhà với con. Ba xin lỗi con.